Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của đài VOA. Ngày 7 tháng 4 là ngày Y tế Thế giới. Năm nay, chủ đề của ngày này là cao huyết áp. Bệnh cao huyết áp là một trong những kẻ giết người lớn nhất thế giới, nhưng bác sĩ nói rằng rất ít người biết mình mắc bệnh này. Video sau đây cho thấy cao huyết áp là một vấn đề lớn tại châu Phi và châu Á. Mỗi buổi tối tại bờ biển Dakar ở Senegal có rất đông người đến tập thể dục. Tuy nhiên, một báo cáo gần đây của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy một trong tám phụ nữ Senegal trên 20 tuổi mắc bệnh béo phì và các bệnh liên quan như huyết áp cao. Cô Nidaye đang cố gắng thuyết phục những người trong gia đình chịu khó hoạt động hơn. Vâng, người trong gia đình tôi bị tiểu đường, cao huyết áp đủ thứ. Tôi khuyên họ đi bộ và vận động tay chân thêm. Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng một trong ba người lớn trên thế giới bị cao huyết áp. Tại một số nước châu Phi, tỷ lệ này lên đến 40%. Giáo sư Midajit Ezadzi dạy về y tế công cộng tại trường Đại học Hoàng gia ở London. Muối có lẽ là loại thức ăn quan trọng nhất dẫn đến cao huyết áp. Ăn nhiều muối có thể là chế độ ăn uống hoặc văn hóa hoặc lối sống của một số quốc gia. Các quốc gia mà người dân có mức thu nhập cao bây giờ, người ta đã loại bớt muối trong các món ăn. Giáo sư Ezadzi nói về ảnh hưởng của cao huyết áp lên con người và xã hội. It is the leading risk factor. Cao huyết áp thường dẫn đến những bệnh về tim mạch, dẫn đến tai biến mạch máu não. Chúng ta thấy rõ chuyện này khá phổ biến trên khắp các nước ở châu Á. Heart disease and other cardiovascular diseases. Tại những vùng xa xôi, vấn đề lớn nhất là rất khó được chăm sóc sức khỏe. Một số chuyên viên đã chế được loại máy đo máu sử dụng năng lượng mặt trời mà họ hy vọng có thể vừa chẩn đoán vừa chữa trị. Giáo sư Andrew Shannon thuộc trường Đại học King's ở London là một trong những người thiết kế loại máy này. Chúng tôi đến các vùng quê ở Tanzania, Zambia và Zimbabwe. Chúng tôi phát loại máy đo máu cho những trạm y tế trước đây chưa hề có máy đo máu. Chúng tôi muốn biết sau đó họ có dùng máy này hay không, và số người được chăm sóc sức khỏe có tăng lên hay không. Kết quả là rất tốt. Máy đo này không tốn nhiều tiền. Mặc dù đây là loại máy rẻ tiền, chúng tôi định bán khoảng 25 đô la một chiếc. Nó cũng chính xác như bất kỳ loại máy cả chục ngàn đô la đang được sử dụng tại các bệnh viện lớn. Nước Togo cũng có nhiều người cao máu. Bác sĩ Edem God Akil là chuyên viên về tim tại trường Đại học Lomé, ngay tại thủ đô của Togo. Bệnh cao huyết áp, giống như nhiều người đã nói, là kẻ giết người thầm lặng. Nhiều người không muốn nói đến nó bởi vì biết nó rất tai hại. Nó giết nhiều người hơn là HIV/AIDS, nhưng nhiều người không chú tâm đến nó. Tổ chức Y tế Thế giới hy vọng rồi đây sẽ có nhiều người chú tâm hơn, nói nhiều hơn về một trong những loại bệnh giết người nhiều nhất này.